Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 1 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương